Em Quỳnh Trúc xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị em đã trở lại với kênh của em, kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp và đó cũng là số Zalo của em luôn. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng và sẽ được phát trực tiếp vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần vào lúc 10 giờ. Kính mong tất cả quý cô chú anh chị em hãy đón xem, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em ha. Và khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200.000, em sẽ gửi hàng cho mình. Và hôm nay thì em Quỳnh Trúc có một số cái món đồ gốm Tàu rất là đẹp luôn, cô chú anh chị em mình xem đến cuối clip để ủng hộ em Út nha. Đầu tiên thì em có một cái ấm hàng chí kiểu gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Đây là một cái loại chí kiểu rất là mỏng đẹp nha, rất là thấu quang đẹp luôn. Và cô chú anh chị em mình xem cái chàm nó xanh nè. Vẽ sơn thủy, cái mặt trước này là vẽ sơn thủy. Mặt sau này sẽ vẽ một cái cây liễu nè. Nè cô chú anh chị em mình xem một cây liễu. Dáng của cái ấm này thì nó sẽ không tròn như những cái ấm bình thường khác mà nó sẽ có những cái bộ dọc nè. Cô chú anh chị em mình xem những cái bộ dọc này khi mà vẽ lên trên cái thân ấm thì nó lại đặc biệt là nó sẽ rất là khó. Làm phải rất là khéo luôn. Tình trạng của cái ấm này thì nó sẽ có tình trạng là tóc một đường dài. Đây từ đây. Từ đây ha, nó sẽ tóc một đường dài ra đây. Lên trên này và nó sẽ đá ở bên này ha. Rồi ngay cái chỗ này nó sẽ có một cái đường âm nữa, từ đây, từ cái đường tóc này đây nó sẽ âm lên trên này một đường nữa, là một đường dài và một đường ngắn. Còn cái quai ở đây á, thì có tình trạng là sửa lại nè, cao là 8 cm. Cái ấm này là hàng gốm Tàu nhưng mà loại hàng cái kiểu chạm rất là đẹp, với lại là những cái thân dọc này nè, cái thân bổ dọc này nè, rất là khó kiếm những cái ấm dáng đẹp như vậy. Em giao lưu với giá là 1 triệu thôi, mình về trưng bày nha, không có nắp. Rồi tiếp theo là đây là một cái đội cháo lông ẩn. Và cái đội cháo lông ẩn thì này là cũng là một cái loại hàng cái kiểu và vẽ đẹp lắm. Vẽ mặt của cụ Gồng với lại là cái thân cụ Gồng rất là rõ ràng. Lông ẩn, lông hiện. Hiệu đề là ngoạn ngọc ha. Hiệu đề là ngoạn ngọc, đường kính là 13.5 cm. Tình trạng của cái đội cháo lông ẩn này thì nó sẽ có hai đường tóc và hai cái điểm vẫy trên vành, nó vẫy nhẹ giống như là bị sờn nổ men ở trên vành chút đỉnh thôi, như cái hạt mè cũng không có đáng kể lắm đâu. Đây, hai đường vẫy trên vành, hai đường tóc và hai điểm nổ men ở trên vành, rất là nhẹ, còn lại thì lành đẹp hết trơn luôn. Đồ chuẩn cổ trên 100 năm với cái hiệu đề là ngoạn ngọc, vẽ con rồng rất là đẹp, rõ ràng. Em giao lưu cái đội cháo lông mẳng đường kính 13.5 này với giá là 1,8 triệu thôi cho cái đội cháo này. Tiếp theo có hai cái dĩa gốm Tàu. Dĩa này đường kính miệng của nó chỉ có 8.5 thôi. Đây là loại úp chung. Đây, ở trong này nó sẽ có cái chữ ha, có minh văn. Đường kính là 8.5. Tình trạng của cái này thì nó vẫy nhẹ xíu xíu và nó có gân men nhẹ nè. Cái dĩa này thì tình trạng của nó lành. Hai cái dĩa này của chú anh chị em mình về mà có cái chung gốm Tàu đó, có cái màu xanh xanh gì mình ghép bộ với nhau là đẹp luôn. Em giao lưu hai cái này với giá là 500 thôi, hai cái dĩa này. Tiếp theo là cái dĩa đường kính này là 9.5. Dĩa này là dòng gốm Tàu vẽ lông ẩn nè, nhưng mà đường kính chỉ có 9.5 thôi. Loại này là cũng là loại úp chung đó, nhưng đặc biệt là mấy cái loại dĩa mà đào nhỏ nhỏ để úp chung thì đặc biệt nó lại hiếm hơn những cái dĩa lớn. Tình trạng ở trên vành đây có mẻ lát ở trên vành nè, mẻ lát ở trên vành đây này ha. Nhìn cái vành ở phía bên ngoài nè, từ cái chỗ mẻ nó sẽ có bị găng, nó có găng ảnh hưởng găng men xuống 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường, 5 đường, lát chỗ này tí xíu nữa nè. Cái dĩa này đẹp nhưng mà tình trạng của nó thì có bị mẻ với lại là tóc ở trên vành. Em giao lưu cái này với giá là 900 ngàn thôi cho cái dĩa này. Tiếp theo có hai cái chén ha. Đây là gốm Tàu Đông Thanh. Đường kính là 8.5 với lại là 10 cm. Tàu chuẩn cổ. Tình trạng của cái chén này nó có bị mẻ trên vành hai điểm. Chén này nó có bị mẻ và tóc. Mẻ chỗ này, tóc súng. Tóc bên này hai điểm nè. Chỗ này vẫy nhẹ xíu xíu. Hai cái chén này em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi. Gốm Tàu Đông Thanh.
Tiếp theo là ba cái muỗng gốm tàu vẽ cổ lầu. Ba muỗng gốm tàu vẽ cổ lầu. Tình trạng là lành. Cái này nó dài là 12. Hai cái này dài là 14. Tình trạng lành đẹp hết trơn luôn. Gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Cốt xứ Cao Lanh. Bây giờ kiếm mấy cái muỗng này cũng khó quá. Em cho luôn với giá là 650 ngàn cho ba cái muỗng gốm tàu này. Tiếp theo là một cái chén gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Đây cô chú anh chị mình xem cái chén này vẽ cái tích là mã liễu tàu phố. Hiệu đề đây. Nó có một cái đường âm men ở đây nhẹ thôi. Cái vành phía trên nó bị vẩy nhẹ xíu ngay chỗ này. Đường kính là 12. Em giao lưu cái chén này 200 ngàn thôi, chén mã liễu. Tiếp tục là cái chung này. Cái chung này in tích hay. Tích này là tích mai hạt. Đường kính miệng là 6.5, chiều cao là 5 cm. Đây là chung gốm Nhật. Gốm Nhật ha. Phép tình trạng của cái chung này nó có vẩy nhẹ trên vành tí xíu nè. Lát nhẹ trên vành tí xíu ha. Và một cái đường âm ở dưới trôn. Một đường âm ở dưới chôn trắng mà khó thấy. Em giao lưu cái chung mai hạt này tích hay với giá là 300 ngàn thôi cho cái chung này. Tiếp theo là 10 cái chén gốm Nhật chuẩn xưa. 10 chén này nó sẽ có vài mẫu khác nhau và tình trạng của nó chỉ có một cái lành, còn lại thì tóc. Đường kính của nó sẽ là 9.5 đến 11.5 cm, nhưng mà được có cái là đều là dòng gốm Nhật xưa hết. Chỉ có một cái lành thôi, còn lại thì là bị tóc với lại là vẫy hết nè. Đây là chén tô đông pha du xích bích lát nhẹ trên vành. Chén này thì nó có bị lát với lại là bị tóc trên vành. Chén này lân vờn cầu tóc ở đây. Tứ quý tóc. Chén này là chén tứ quý tóc ra mảnh và dán lại. Mấy cái chén này thì mình về mình để coi trưng bày chơi thôi ha. Chén này là chén Thất Hiền có tóc nhẹ. Chén Trúc Lâm Thất Hiền cũng có tóc luôn. Sông Long, tình trạng của chén này là vì lát nhẹ đây. 10 cái chén này em giao lưu với giá 1 triệu thôi. Tiếp theo là em có cái chén gốm tàu tàu phố thôi. Chén này thì vẽ cái tích là sông Phượng tàu phố. Đường kính là 11. Hiệu đề. Chôn đây thì nó có bị lát nhẹ cái phần chôn chỗ này ha. Chút xíu à, mình nhìn ở phía trong thôi chứ phía ngoài nhìn vô không thấy nè. Và những cái đường gạn men nhẹ trên vành do thời gian. Ở đây nó sẽ có hai cái đường mà mình thấy rõ ràng nè. Hai đường này thấy rõ ràng, còn lại mấy cái đường còn lại thì tình trạng của nó thì nó chỉ là gạn men do độ nó già thôi, cũng không có đáng kể lắm. Em giao lưu về trưng bày chơi với giá là 200 thôi. Rồi tiếp tục là một cái chén vẽ sơn thủy Tùng Đình. Sơn thủy Tùng Đình cũng là một cái chén gốm tàu phố. Ở cái phần chôn này em thấy nó có âm một đường, có xiên cốt. Đường kính tới 12 lận. Vành đây thì có bị vẫy đây 2 điểm và tóc đây 2 đường. Cái chén này thì em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi. Sơn thủy Tùng Đình. Tiếp theo là em có một cái chung gốm tàu. Chung này đường kính miệng là 5.5, chiều cao là 4 cm, gốm tàu chữ. Cô chú anh chị mình xem chôn gốm tàu chữ. Đường kính miệng là 5.5. Tình trạng thì ở trên vành nó sẽ có bị lát mẻ và tóc. Lát mẻ và tóc. Rồi cái chung này thì em giao lưu với giá là 400 ngàn thôi. Vậy là trưng bày chơi ha. Được có cái chung tàu chữ thì lại ít gặp. Tiếp theo đây là em có một cái cây trò dĩa. Cây trò này là bằng gỗ gõ chuẩn xưa. Trò này bằng gỗ gõ chuẩn xưa, chiều cao là 25. Dĩa này là dĩa sông bé vẽ hoa đào. Cái dĩa này em tặng kèm cho cô chú anh chị em mình về mình để lên đây mình trưng bày nha. Rất là vừa dặn và đẹp. Tình trạng của cái trò gỗ này nó lành, cao 25 cm, hàng chuẩn xưa. Về là mình để lên mình trưng bày đó. Mấy cái loại trò nhỏ nhỏ này cũng khá là ít gặp. Em giao lưu cả bộ trò dĩa này với giá là 450 ngàn cho bộ này. Tiếp theo là em có 7 cái muỗng gốm tàu.
7 cái muỗng gốm tàu ha. Tàu này thì tàu da đá thôi nhưng mà được con cái là vẽ đẹp. Cái muỗng này thì là vẽ hoa nè, cực kỳ là hiếm và độc luôn. Tình trạng thì có bị mẻ ở cái quai phía sau này và nó có găng một đường ở chỗ này. Đây, cái này thì nó có bị lát ở cái đây, rồi lát ở phần này tí xíu. Tiếp theo là cái muỗng này tình trạng lành. Muỗng này tình trạng lành. Ồ, cái muỗng đông thanh rất là hiếm luôn. Tình trạng cũng rất là tốt. Nó chỉ có răng nhẹ một đường ở đây thôi, do đồ nó già nó răng mang. Rồi cái gì, cái muỗng này rất là to luôn. Tình trạng là lành. Cái muỗng này thì có bị mẻ ở phía trên nè, còn lại thì lành. Chiều dài của muỗng là từ 10.5 cho đến là 14 cm. Gốm tàu hết, tình trạng tốt. Em giao lưu với giá là 700.000, 700 cho 7 cái muỗng này. Tiếp theo đây là một cái dĩa, một cái dĩa lông ẩn, đường kính là 13.5. Nhìn cái là biết hàng xịn liền ha, rất là đẹp. Hiệu đề là ngoạn ngọc. Tình trạng có 6 cái đường tóc ở trên vành, 6 đường tóc và có 2 cái đường tóc ngắn nè, 2 đường tóc ngắn, còn lại 4 cái đường tóc dài, hơi dài dài nè. Nhìn ở phía trong nè, nhìn cái biết độ đẹp liền. Em giao lưu cái dĩa lông ẩn này 6 đường tóc với giá là 1.500.000 thôi. Tiếp theo đây là một cái tô, cũng là dòng gốm tàu phố vẽ độc long, đường kính là 14. Hiệu đề đây, tình trạng là có 2 cái điểm vẫy, 2 cái điểm vẫy mẻ và 2 cái đường tóc xuống. Còn ở chỗ này là lỗi lò thôi, do lò của người ta làm nó bị lỗi cái phần này. Em giao lưu với giá 400.000 cho cái tô này, 400. Và đây cũng là một cái chén gốm tàu nữa, vẽ song hỷ, đường kính là 13. Đường kính 13, đây là một cái chén đồ đào á, vẽ song hỷ. Tình trạng thì có bị lát nhẹ ngay chỗ này. Và đây là những cái đường gạn men cho đồ nó già. Đó, cũng không có đáng kể đâu. Em giao lưu với giá 200 thôi cho cái chén này. Rồi tiếp theo là 4 cái chén gốm Nhật. 4 cái chén gốm Nhật chuẩn xưa. Đây là cái hoa cúc và kế bên thì sẽ có một cái con chim nè. 4 chén này cái viền vàng còn đẹp và đường kính của nó là 11 cm, rất là mỏng thấu quang, tình trạng tốt, lành hết trơn luôn. Em giao lưu 4 cái chén này với giá là 1.200.000 thôi. 4 chén này nó vô cùng một mẫu nè, vô cùng một đường kính và cái viền vàng còn đẹp, quan trọng nữa là nó lành hết trơn luôn. Rồi tiếp theo là một cái tô này, em thấy là cái chàm nó thì rất là giống đồ tàu, nhưng mà ở đây em bán với giá là hàng Nhật vẽ tay đi, vẽ tích người, vẽ tích người. Em bán với giá là hàng gốm Nhật vẽ tay cho dễ sưu tầm. Đường kính là 15. Đường kính 15 chôn cốt đây. Và cái vành nó sẽ có khí khía nè. Tình trạng có mẻ ngay chỗ này. Và từ cái chỗ mẻ này nó găng men xuống, nó găng men xuống một đường. Em giao lưu cái tô này với giá là 300 thôi. Tiếp theo là một cái tô dạng ninh. Tiếp theo là một cái tô dạng ninh dán chiếc yêu hay là dán nón đó, đường kính là 16. Đường kính 16 cm, chuẩn cổ. Tình trạng trên vành đây nó sẽ có 2 cái đường tóc, có 2 đường tóc ở trên vành, một đường, 2 đường, còn lại thì lành hết. Em giao lưu với giá 250.000 cho cái tô này. Những cái món đồ nhỏ nhỏ này thì cô chú anh chị em có thể dồn đơn hoặc là em không có bao phí ship nha. Tiếp theo là một cái bản dầm lông ẩn gốm tàu, đường kính là 16.5. Bản dầm này được hai mặt cụ gồng luôn, được hai mặt cụ gồng ha. Tình trạng ở trên vành đây có bị lát mẻ và tóc đây một đường, bên này thì lát mẻ, chỗ này thì âm men ở đây một đường, bên ngoài đây có âm ở đây một đường nữa nè, nhưng mà phía trong không thấy. Nhìn cái vành ở bên ngoài ha. Em giao lưu với giá là 800.000 thôi cho cái bản dầm này. Rồi tiếp theo là một cái tô gốm Nhật,
gốm Nhật ha. Ở trên này in tích người, đây là một cái người đội mão và cưỡi ngựa đi trước, và một cái người phụ nữ cưỡi ngựa theo sau. Phía sau là những cái khung cảnh sơn thủy và in giáp thân ở trên luôn, dòng gốm Tàu, dòng gốm Nhật chuẩn xưa, mỏng và thấu quang, tình trạng là lành, đường kính tới 21 cm, tầng loại to. Em cho lưu cái tô này với giá là 300.000 thôi cho cái tô gốm Nhật này. Tiếp theo là em có hai cái chén gốm Tàu màu, hai chén gốm Tàu màu, đường kính của nó to nha, 11.5 lận, dáng to. Cái này là vẽ tích một cái người ngồi câu cá, cho ông Khương Tử Nha ngồi câu cá quá, nhưng mà gốm Tàu màu ha. Phía sau có minh văn. Tình trạng của cái chén này thì nó có tóc ở trên vành hai điểm, hai đường, một đường đây và một đường đây, hai đường ha. Cái chén bên này cũng vẽ cùng một tích giống vậy luôn, phía sau cũng có minh văn. Và tình trạng thì trên vành thì có ba cái đường tóc và một cái điểm đây vẫy nè, đây thì vẫy nhẹ, rồi chỗ này cũng có vẫy nhẹ nữa, ba đường tóc và ba điểm vẫy. Em Zalo hai cái chén này với giá là 600.000 thôi. Rồi tiếp theo một cái dĩa gốm Tàu vẽ sen nha, một dĩa gốm Tàu vẽ sen dịch, đường kính là 13.5, chàm rất là xanh, hàng ký kiểu đẹp, vẽ cũng rất là đẹp luôn, liên áp, hiệu đề là ngoạn ngọc nè. Và trên vành đây nó sẽ có những cái đường tóc, những cái đường tóc ngắn ngắn nè, 1, 2, 3, 4 đường, 5 đường tóc, và nó sẽ có những cái điểm bị vẫy ở chỗ này, và dài của bên này nó sẽ bị khờn vành, nó sẽ bị khờn vành ha, dài của bên này. Thì cái này thì cô chú anh chị mua về mình dừng đồng lại chơi là đẹp ha. Đường kính là 13.5, được cái đồ này, hàng cái kiểu đẹp, vẻ đẹp, chàm cũng rất là xanh. Em giao lưu với giá 1.6 triệu thôi cho cái dĩa này. Tiếp theo đem có 7 cái dĩa gốm Nhật, đường kính là 18.5 cm ha. In cái tích là du xuân, in tích là những cái người đây, phụ nữ đây du xuân. Rất là mỏng nha, siêu mỏng luôn, để em đưa lên cho mình xem nè. Mỏng đẹp dữ lắm. Đây là một cái hàng gốm Nhật, một cái hàng gốm Nhật màu chuẩn xưa, cái nào cũng rất là mỏng hết trơn á, tình trạng lại lành nữa, đường kính là 18.5. 7 cái này em giao lưu với giá là 2.1 triệu thôi, 2.1 triệu cho 7 cái dĩa này, lớn, lành và chuẩn xưa, mỏng dờn như là hàng gốm vỏ trứng vậy đó. Tiếp theo là một cái thố chữ thọ mình về trưng để coi nha. Một thố giữ thọ, được con cái thố giữ thọ này nó lớn với lại nó già đồ lắm. Đường kính miệng là 20, cao là 20, nắp nè, có minh văn ở phía sau. Tình trạng của cái nắp này nó lành, đồ này nó khoảng tầm từ 90 năm trở lên nha, từ 90 năm trở lên. Hàng xoay tay, gốm lấy thiêu già. Cái thân thố này bị ố men, rất là tiếc luôn. Cái đường tóc này nó khá là cũ kỹ. Rồi, nó chỉ ố men là thấy ghê thôi, còn lại thì lành hết. Em giao lưu với giá là 300.000 thôi, về trưng bày tốt. Tiếp theo đây là một cái bình hoa chim chỉ phù dung, hàng gốm lấy thiêu xưa. Bình này cao là 33.5, bình này cao 33.5. Đây cũng là một cái bình hàng xoay tay đó, khúc dài dữ lắm. Tình trạng trên vành đây nó có hai cái đường tóc. Và đặc biệt nó thì phía sau có minh văn lò. Nói cái minh văn với lại là cái nét vẽ chim chỉ thôi là rất là đáng đồng tiền rồi. Hạng xe tay mà, đồ dài lắm, vẽ rất là đẹp. Em giao lưu cái bình này với giá là 1.3 triệu thôi, 1.3 triệu cho cái bình này, gốc dài lắm. Cái chôn đây nó hơi sần sần nè, mẻ mẻ nè ha, cũng không có đáng kể lắm đâu. Tiếp theo đây là một cái bình Sài Gòn nha. Bình Sài Gòn thì nó từ khoảng hơn 90 năm cho đến là 100 năm, hàng chuẩn cổ rồi, Sài Gòn xưa. Cái nét vẽ của hàng gốm Sài Gòn thì nó phải nói là cực kỳ là đẹp, với lại cái chàm của nó cũng rất là vip luôn, men thì căng rét hết trơn luôn. Bình này cao 39 cm, dòng gốm Sài Gòn cốt bán xứ, tình trạng trên vành có thẩm mỹ nhẹ như là cái muối chanh vậy đó, và nó sẽ có tóc răng tóc xuống một đường, bên này vẽ nhẹ xíu xíu và có tóc nè, còn lại thì lành hết. Giao lưu về cho cô chú anh chị mình trưng bày chơi với giá là 1.8 triệu cho bình này. Tiếp theo là một cái ấm gốm Nhật chuẩn xưa. Đây là một cái ấm siêu mỏng luôn, rất là mỏng luôn. Cao là 15, in tích người.
nắp lai. Cái nắp này là nắp Đà Lạt, cao 15cm ha. Cái chốt vòi đây có bị mẻ và lát cái chốt vòi, còn lại là lành đẹp và mỏng, rất là xanh luôn. Em giao lưu với giá 600 ngàn thôi, mình về trưng bày tốt. Tiếp theo đây là bộ ô trầu, cả bộ này nặng 1,7 kg, cả bộ nặng 1,7 kg, bộ ô trầu bằng đồng chuẩn xưa. Nó sẽ có một cái hộp đựng cao, đường kính là 7.5, tình trạng là lành. Cây quế trầu và cái ống quế trầu tình trạng là lành. Ống nhổ bằng đồng, đường kính miệng là 8, cao là 7, tình trạng là lành. Cái ô trầu đường kính miệng là 18, chiều cao là 16cm, tình trạng lành đẹp. Hàng này là bao chuẩn xưa hết. Chân đế phía dưới nè, lành lặn hết trơn luôn. Cả bộ này em giao lưu với giá 3,5 triệu thôi cho cả bộ ô trầu này. Tiếp theo đây là hai cái bình bông vỏ đạn bằng đồng ha, chiều cao là 16, nặng 600g cái bình này. Chạm mắt khóm và cái vành miệng le. Và cái vành này thì hơi bị găng găng nhẹ thôi, cũng không có đáng kể đâu, cho đồ xưa. Cái bình này cao là 20, nặng 600g. Bình này dáng đẹp, nó cấn cái phần bụng này tí xíu, còn lại thì lành hết. Cái bình này thì nó có năm 1945 cái bình này. Còn bao nhiêu ly thì nhìn hoài không thấy, không biết nữa. Em giao lưu hai cái bình này 1,5 triệu thôi. Tiếp theo đây là một cái bình bông vỏ đạn bằng đồng nữa, hàng chuẩn xưa. Cái bình này có dáng đẹp và cái vành của nó, cái miệng loe như cánh hoa vậy đó, đẹp lắm. Loại này ít gặp lắm. Cao 29.5, nặng 2,2 kg. Cái này 105 ly, em giao lưu với giá là 2 triệu thôi cho cái bình bằng đồng này. Tiếp theo là một cây đèn bằng thủy tinh màu chuyển xưa. Cây đèn này cao tới ống khói là 50cm, có ống khói lô. Họng này là họng bằng sắt và tim họng hoạt động tốt, dặn lên xuống tốt nè. Chân bằng sắt, bầu này là bầu xanh lá mạ, bầu thủy tinh xanh lá mạ. Và cái bầu này to hơn 1 lít á, to và đẹp nữa. Thủy tinh màu thì nó lại ít gặp và nó có giá hơn, có giá trị hơn những cái loại thủy tinh trắng. Tình trạng là lành tốt hết trơn luôn, ghim hết, chỉ có ống khói này là lô thôi. Giao lưu với giá là 1,5 triệu thôi cho cây đèn này. Tiếp theo là một cây cân bằng đồng, cân loại 12 kg, cân đặc. Có ngày 8 tháng 9 năm 88, đóng ở trên này, chỗ này đây. Toàn bộ là bằng đồng hết. Em giao lưu cây cân lành bằng đồng chuẩn xưa này với giá là 950 ngàn. Rồi, đây là một cái đài, cái này trúng ổ đài, trúng ổ đài gỗ rồi. Đây là một cái đài gỗ cẩm ha, một cái đài gỗ cẩm chuẩn xưa. Cái đài này đường kính của nó chỉ có 9.5 thôi, cao là 8cm. Găng gỗ ở đây một đường, và bên này một đường, nữa là hai đường găng gỗ ha. Ở chỗ này là giống như là một cái lỗi do cái gỗ này đã có sẵn rồi, chứ không phải là bị găng hay là bị tét hay bị nứt gì hết á. Chỉ găng gỗ hai đường ở trên đây thôi, trên đế thôi, còn lại thì lành hết. Em giao lưu cái đài gỗ này 400 ngàn thôi, đài gỗ cẩm chuẩn xưa. Rồi tiếp theo là cái đài gỗ này là một cái đài gỗ gõ, đường kính miệng là 14.5, cao là 9cm, đài gỗ gõ nguyên khối nha. Găng gỗ ở trên cái mặt trên vành nè, găng gỗ ở đây nhẹ một đường nữa nè, do đồ nó già đó, nó xưa đó, và cái gỗ nó hút lại nó khô và nó bị găng thôi. Đây găng gỗ này ha, còn lại thì lành hết. Em giao lưu với giá là 350 cho cái đài này. Tiếp theo là cái đài gỗ gõ này, nó to nha. Đài gỗ gõ này thì nó to, nó nặng tay, nhưng mà nó bị tình trạng là bị mẻ ngay chỗ này, mẻ cái phần đế phía dưới ngay chỗ này. Đài gỗ gõ với những cái chỗ này thì nó găng gỗ nhẹ thôi, cũng không có đáng kể đâu. Giao lưu về cho cô chú cha mình trưng bày chơi thôi. Mình có thể trưng cái mặt này, trưng mặt này thì hút vô trong cái mặt kia cũng không thấy đâu. Giao lưu với giá là 250 ngàn thôi cho cái đài gỗ này. Tiếp theo là một cái bàn ủi con gà bằng đồng. Cái bàn ủi này nó nặng tới 1,7 kg lận, nặng 1,7 kg lận. Tình trạng của nó thì cái quai của nó thì người dân người ta có thể làm lại gì để người ta xài nè. Em cũng mua sao, em cũng bán vậy để gan vậy luôn.
nó cũng có cái hay đó, nhiều khi cái bàn ủi của mình nó đã có cái tay cầm bằng gỗ thì nó nhiều rồi, còn cái này thì ít gặp nè, nguyên bản nó sao thì để gan vậy luôn. Giao lưu với giá là 950.000 thôi cho cái bàn ủi này. Rồi tiếp theo có ba cái thân thố này về mình trưng bày chơi. Đây là dòng gốm lái thiêu màu. Đầu tiên là một cái thố con gà lớn nè, đường kính miệng 21, cao là 13. Hàng xoay tay cốt già, gốm lái thiêu xưa, phía sau có minh văn nè. Tình trạng của cái này thì chỉ có gạn men nhẹ xíu, do độ nó già thôi. Rồi cái này thì là một cái thân thố có minh văn, đó là chữ họ hay chữ phúc gì em cũng không biết nữa. Phía sau có minh văn với những cái đường gạn men trên vành này, ố men nữa. Rồi cuối cùng là cái thân thố con gà này nhỏ, đường kính miệng là 10.5, cao là 6, đường kính 10.5. Hàng xe tay hết nha, tình trạng ở trên vành cũng có bị găng men thời gian. Giao lưu ba cái này về mình trưng bày chơi với giá là 500 thôi, 500 cho ba cái luôn. Rồi tiếp theo đây là một cái trò dĩa hàng gốm biên hòa xưa, nhưng mà được có cái trò dĩa này của em nó gom lê bộ với nhau là thứ nhất, thứ hai nữa nó lành, hàng chuẩn xưa trước giải phóng nha. Này cô chú anh chị em mình xem ba cái đầu của con rồng này, nó có cái đuôi cong ra ngoài nè, thấy không? Đồ này khá sâu tuổi đó. Dĩa này đường kính là 32, dĩa một cái con chim phụng. Đây phía sau thì có hoa. Cao tới đây là 34 cm. Tình trạng của cái trò này nó cũng lành, ở trên đây cũng có hoa luôn nè, trên đây có vẻ hoa nè. Hàng chuẩn xưa đầu già giải phóng đó, lành tích hết trơn luôn. Thì bây giờ mấy cái trò này cũng hiếm gặp chứ lắm, cũng khó kiếm mà được lành lặn gì lắm. Giao lưu với giá là 1.4 triệu thôi cho cái trò này. Rồi tiếp theo nữa thì hai cái bình này, hoa này của chú anh chị em mình mua về mình trưng bày để coi chơi nè. Một cái bình bướm hoa và một cái bình chim hoa. Bình bướm hoa này dán đùi dế ha, tình trạng thì có bị tóc một cái đường dài qua bên này và bị mẻ vành nữa, cao là 23. Còn cái bình bướm hoa này cao là 27, tình trạng thì có bị mẻ cái vành nè. Ở chỗ này là một đường gạn men nhẹ do đồ nó già, còn lại thì lành hết. Hai cái bình hoa này em giao lưu với giá là 500.000 thôi, phải không? 500 cho hai cái bình hoa này. Rồi tiếp theo là một cái cân bằng inox, cân đòn mà inox nha, toàn bộ là bằng inox hết và chuẩn xưa. Và cái cân này là loại 180 kg, dài là 91 cm, nặng 6,8 kg, toàn bộ là bằng inox hết nha. Có rất là nhiều chữ và số điện thoại của cái người chủ cân ở trên này. Một loại 180 kg, lành lặn toàn bộ là bằng inox chuẩn xưa hết. Em giao lưu với giá là 800.000, lành hết á, mua về mình là mình có thể trưng bày chơi. Tiếp theo là hai cái thân thố này ha, một cái thân thố con lân vần cầu và một cái thân thố con gà. Chú anh chị mua về mình trưng bày. Thân thố thì nó không có nắp thố nha, chỉ có thân thôi. Đây là lân vần cầu. Hàng gốm này là gốm Sài Gòn đẹp nè. Đây là những cái đường gạn men do đồ nó già. Ở phía trong thì em thấy không có xuyên cốt. Đây có cái đường này thì nó xuyên cốt mà hơi dài nè. Đường kính miệng là 17, cao là 10 cm ha. Cái chàm này rất là đẹp luôn. Đây là cái thân thố con gà, loại to, đường kính tới 21 lần. Ố men cái phần dưới này, lát nhẹ chỗ này. Và trên đây thì mình sẽ thấy là những cái đường, hai đường gạn men cho đồ nó già. Và đường những cái đường xoay tay đẹp. Em giao lưu hai cái thân thố này về mình trưng bày chơi với giá là 700.000 thôi cho hai cái thân thố này. Đây là hai cái đèn bảo ha. Đèn bảo này về cô chú cho em mình đốt cháy, sau đó là mình deco ở những cái không gian xưa của mình, những cái khu vườn của mình vẫn đẹp ha. Chiều cao là 24 cm, tình trạng là lạnh hết trơn luôn. Và chỉ cần mình mở cái nút này ra, châm dầu vô là có thể đốt cháy lên và trưng bày. Tim họng đều hoạt động tốt hết nè. Giao lưu hai cái này với giá là 600.000 thôi, 600 cho hai cái đèn bảo này. Tiếp theo là bốn cái bình ton xưa. Bình ton này cao là 20 cm, hàng chuẩn xưa. Về cô chú anh chị em mua về mình có thể đựng nước thoải mái nha, tình trạng nó lạnh hết trơn luôn. Nút rồi này kia thì dặn ra tốt, dặn ra dặn vô tốt. Cái này là hồng kỳ, còn cái này là nhựa Tân Phú. Em giao lưu bốn cái bình ton này với giá là 400.000 thôi cho bốn cái bình ton này.
Rồi hôm nay em có một số món gì thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.